Chào, mình là Dương Quốc Thịnh nha. Có bán gạo rồi nha. 0949063570. Mình đang đứng chỗ nhà thờ cái Tàu Hạ nè. Nhà thờ cái Tàu Hạ, cái đường vô trong. Nhà thờ cái Tàu Hạ này là thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha, thị trấn cái Tàu Hạ. Cái hướng này là đi ra chợ cái Tàu Hạ nè. Đó, sẵn mới đi ngang quay cho các bạn coi. Nè. Cái hướng này đi về An Khánh rồi đó. An Khánh Phú Hữu rồi đó. Đó. An Khánh Phú Hữu. Đó, cái hướng này thì về cái Tàu Hạ nè, về ra chợ nè, đến mình ra chợ nè. Cái này tỉnh lộ mấy quên nè. Đó. Thì mình chạy vô vô nhà thờ cái Tàu Hạ cho các bạn coi nha. Sau bao năm có gì đổi khác. Đó. Sẵn nó đi ngang mình quay cho. Đó. Thì trong đây thì đó, cái đường đan giờ nó cũng làm đỡ rồi. Cái đường này vô cho nhà thờ cái Tàu Hạ nè. Cái đường đan nha các bạn. Sẵn mới đi giao đồ rồi quay luôn cho các bạn. Chuối cũng nhiều ở dưới ha. Nè, chuối sim. Đó. Đó, dừa. Đó. Đường này là vô cái Tàu Hạ nha, nhà thờ cái Tàu Hạ. Cái này chắc đạo Công giáo chứ. Tàu Hạ nha, trồng mấy cái dừa kiển nghe hiểu quá ha. Đó, ai có nhớ cảnh này nhớ cho mình một like hoặc là một cái subscribe đăng ký á. Cảm ơn, chia sẻ giùm các bạn khác giùm Dương Quốc Thịnh nha. Nhớ cho mình một like giùm hoặc là subscribe, cảm ơn. Đó, đó nhà thờ cái Tàu Hạ, bữa nay là thứ Chủ nhật, mình đi hơi trễ chắc này về 11 giờ mấy đó. Cái này là mặt sau nha. Mặt sau nha các bạn. Cái này giống nhà của ông thầy giáo gì đó. Đây giáo nhạc hay gì đó, mình không phải là mình không có học ở đây cho nên mình không có biết. Đó. Đó, nhà thờ cái Tàu Hạ, cái này mặt sau nha. Bây giờ mình quay chạy ra mặt trước cho coi. Cặp mé sông đó, nhà thờ cái Tàu Hạ là cái này nè. Đó. Đó. Nhà thờ cái Tàu Hạ, nhà thờ về cũng nghèo quá nè bạn. Đó, cái hướng này đi vô trong xã Lò rồi đó, Phú Hữu rồi đó. Đó, để mình bỏ xe ở ngoài mới được. Để dòng lại để mình quay cái nhà thờ cho coi. Nhà thờ các bạn hả, bên này bên đường trở ra nè. Rồi, quay cho coi chơi. Đó. Nhà thờ cái Tàu Hạ nha. Trời, cây sake bự dưới ta. Trái cây này ít bữa là có tới rằm tháng 7, ít bữa là sake có mưa xuống sake nhóc. Đó. Sáng quay. Đó. Giấc này trễ quá ta, hợp lễ hết rồi. Nhà thờ cái Tàu Hạ nha. Đó. Ai có họ đạo ở đây, nó có tháp chuông đó. À, có tháp chuông.
tháp chuông này sao làm như không cao hết ta. Đó. Rồi cái này là, cái này là gì, mình không phải đạo. Đó. Cái này là Đức Mẹ hay gì ta. Mình không phải đạo nên mình không có rành. Đó. Nhà thờ các bạn ha, bây giờ đó. Cái cổng. Đó. Cửa nè. Cái cửa nhà thờ nè. Đó. Này có nhà ở đây hết ta. Đó. Đó nhà thờ cho Tàu Hạ nha, ai có nhớ thì vô coi đỡ ghiền. Đó. Đó. Đó, cái gác chuông đó. Đây gác chuông. Đó nhà thờ cho Tàu Hạ nè. Ờ cái gác chuông. Đó. Đó. Trời ơi, cây sa kê hết hồn rồi. Đó. Cái góc quá trời góc. Trái quá trời trái. Quá trời cây sa kê. Đó. Nhà thờ cái tàu hạ đó. Nhà thờ mấy cái vùng này hình như cũng không có tươm tất bằng ở thị xã. Đó. Nhà thờ các Tàu Hạ nha các bạn. Đó, sake. Đó cái cây này là cái cổng xuống, nhìn xuống mấy sông, xa sông cái Tàu Hạ đó. Đó. Sa kê quá trời. Đó. Đó, hai bên hông của nhà thờ, cái này mặt trước nè, nãy mình quay là mặt sau á. Đó. Cái này quay mặt trước, này mặt sau nha. Đó. Thôi mình xin kết thúc nha các bạn. Đó mình quay sẵn nó đi ngang rồi mình quay cái nhà thờ lại cho các bạn coi. Đó. Chứ còn đó nhà thờ. Tại chắc này người ta không có nhắm họ nha. Người ta không có làm lễ. Đó. Hai bên hông. Đó. Cái cổng cái bản. Rồi. Mình xin kết thúc nha. Dương Quốc Thịnh mình chào sự chú ý của theo dõi các bạn. Nếu các bạn nào có thích thì cho mình một like hoặc là đăng ký giùm mình nha. Rồi. Đó. Đăng ký giùm mình. Rồi, kết thúc nha. Kết thúc nha các bạn. Mình đứng ở đây mình kết thúc đi. Kết thúc. Chào.